Chào đón mọi người cùng quay trở lại với câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện thân mật với một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Công an Hà Nội, người vừa có một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình với màn ra mắt rất ấn tượng tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiền vệ Hoàng Văn Toản. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Văn Toản, tiền vệ của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Cảm giác của Toản như thế nào khi mình được có tên trong danh sách của câu lạc bộ Công an Hà Nội thăng hạng lên V-League và thi đấu tại V-League 2023? Cảm giác của em là cảm thấy rất vinh dự khi mà có tên mình trên danh sách của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội được tham gia V-League. Và đấy cũng là động lực để em cố gắng khi được thi đấu ở bên cạnh các đàn anh trên đội tuyển cũng như là các anh lớn trong đội, và các anh đã hỗ trợ cho em rất nhiều. Và từ đó thì cái việc mà thi đấu cùng với cả các anh, các người anh lớn ở trong câu lạc bộ thì tiếp thêm cho mình những cái điều gì? Được thi đấu cạnh bên các anh em cảm thấy là mình được học hỏi rất nhiều, từ kinh nghiệm đến phẩm chất của các anh, cũng làm cho mình có động lực mình cố gắng hơn để mình tiến bước trên con đường sự nghiệp của mình. Toản thường được vào sân từ băng ghế dự bị. Và một trong những điểm nhấn lớn nhất của em chính là bàn thắng vào câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Thì em có thể chia sẻ cho chị biết được là cảm giác của em, cảm xúc của em khi có bàn thắng đấy được không? Bàn thắng đó rất quan trọng với đội lúc đó, và đặc biệt với cá nhân em thì còn quan trọng hơn nữa vì đó là bàn thắng đầu tiên của em tại V-League. Nên em cảm thấy rất vui. Bàn thắng đó thì có phải là một pha dàn xếp mà Thanh và Toản đã từng tập luyện với nhau rất là nhiều trước đó hay không? Bởi vì theo chị nhớ thì cái cách mà Toản lách qua hàng hậu vệ và đón bóng từ phía Thanh để đánh đầu vào lưới thủ môn đội bạn thì như thể là hai bạn đã từng tập luyện với nhau rất nhiều trước đó rồi. Bàn thắng đó thì từ một pha đá phạt thì đội cũng đã từng tập rất nhiều các tình huống cố định, và bàn thắng đó cũng là một trong những tình huống mà đội đã tập. Cảm xúc của Toản khi mà được nhìn thấy tên của mình xuất hiện trong danh sách triệu tập của đội tuyển U23 Việt Nam? Khi em thấy tên trong danh sách đợt tập trung vừa rồi là em biết đây là cơ hội của em và em sẽ cố gắng nắm lấy. Toản thì có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển U23, nhưng em lại là một trong những cầu thủ được ra sân tại trận đấu với đội tuyển quốc gia Syria. Thì em cảm thấy như thế nào, và mình cảm thấy là có tự hào không khi mà từ đội tuyển U23 thì mình cũng đã có một bước tiến tại đội tuyển quốc gia Việt Nam? Em cảm thấy điều đầu tiên là cảm thấy huấn luyện viên đang muốn thử em và muốn trao cơ hội để cho em thể hiện. Đó là điều đầu tiên em cảm nhận được từ huấn luyện viên. Và khi mà em được thay vào sân, em chỉ có suy nghĩ là sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và cố gắng để cho huấn luyện viên thấy là mình xứng đáng có cơ hội. Thì gia đình em có ai theo thể thao không? Và em có gặp khó khăn gì khi bắt đầu sự nghiệp của một cầu thủ không? Gia đình em thì không có ai theo thể thao. Và khó khăn thì lúc đầu thì rất là khó khăn. Tuyến trẻ thì của em rất là khó khăn. Và nhưng mà em trong khó khăn em không từ bỏ, và em vẫn luôn cố gắng để có được thành công, cũng như là cái đam mê ước mơ của mình từ nhỏ. Và đến bây giờ thì em cảm thấy mọi thứ đến với em là xứng đáng, và đó là những công sức cũng như là nỗ lực của em từng ngày. Vậy thì em có kỷ niệm gì vui có thể chia sẻ với tất cả mọi người trong cái quãng thời gian trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không? Kỷ niệm vui của em đó có lẽ là giải vô địch hạng nhất quốc gia. Đội đã chơi quyết tâm và đoàn kết để có một vé thăng hạng chơi V-League ở 2023. Và đó, em nghĩ là đó là kỷ niệm rất lớn đối với em. Hiện tại thì Toản đang ở cùng phòng với ai? Và bình thường thì trong những cái khoảng thời gian rảnh thì khi mà mình không phải tập luyện ấy, thì mình làm gì để giết thời gian? Em thì ở cùng phòng Trần Quang Thịnh. Còn nếu mà những khoảng thời gian không tập luyện thì bọn em thường chơi game, nghịch máy tính. Tại câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện tại thì ai là cầu thủ mà Toản cảm thấy là mình ngưỡng mộ nhất và mình có thể học hỏi được nhiều nhất? Em đều ngưỡng mộ tất cả các anh vì các anh đã từng có đóng góp
rất nhiều cho câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Chúng ta vừa có một buổi trò chuyện cùng cầu thủ Hoàn Văn Toản của câu lạc bộ Công an Hà Nội và đã được biết thêm những câu chuyện đằng sau, những mục tiêu và những chia sẻ của bạn trong màu áo. Và ngày hôm nay thì cùng Hoàng Văn Toản, chúng tôi rất mong rằng tại trận đấu cùng với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chúng ta sẽ mang lại được một kết quả thật tốt. Và Toản ơi, hãy cùng nhìn vào màn hình và chào tạm biệt khán giả của câu lạc bộ đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hãy dõi theo và đồng hành cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội trong các trận đấu tới. Xin chào và hẹn gặp lại!